Em chào thầy, em tên Phạm Đức Thọ và hôm nay em sẽ làm clip số 1 điều khiển 24 con led đơn với 10 hiệu ứng. Đầu tiên em sẽ viết in low. Và đầu tiên em sẽ viết khai báo viết hàm viên em sẽ cho sáng tắt sẽ viết hàm 32 con led. Sáng tắt thì em sẽ cho không còn 24 con thì sẽ là 1 2 3 4 5 6, đây sẽ là 0. Giờ em sẽ cho delay để hiển thị. Ở đây là sáng, còn tắt thì em sẽ cho cái này bằng 0. Em đã viết xong hàm sáng tắt. Bây giờ em sẽ viết đến hàm sáng từ phải sang trái. Nên em sẽ viết vòng lặp for.
Giờ em sẽ viết cho nó hiển thị. Giờ em sẽ cho nó delay. Đó là sáng. Còn giờ em sẽ viết tắt từ phải sang trái. Tắt từ phải sang trái thì em sẽ bỏ cái này. Và cái tiếp theo thì em sẽ viết sáng từ trái sang phải. Sáng từ trái sang phải. Thì ở đây em sẽ đổi cái này lớn hơn n. Cũng như vậy thì tắt từ trái sang phải. Em sẽ đổi này lớn hơn. Giờ em sẽ viết sáng từ ngoài vào trong. Và em cũng sẽ viết vòng lặp for. Đầu tiên em sẽ viết 16 con led đầu. Là ở bên phải là không. Thì sẽ là 0x. Viết phía bên phải bên trái 1. Mình sẽ lớn hơn. Bây giờ em cũng sẽ delay.
em sẽ cho tắt từ ngoài vào. Thì sẽ bỏ cái dấu này. Được 1 2 3. Sẽ viết sáng từ trong ra. Sẽ viết tắt từ từ trong ra. Giờ em sẽ viết sáng cùng lúc từ trái sang phải. Lớn ra mình mới làm bài.
Giờ em sẽ viết thành boy man. Đầu tiên là hàm system. Tiếp theo sẽ là white joe. Sẽ kêu mấy hàm này ra sáng tác. Em sẽ khai báo
giờ em sẽ nạp vào file mô phỏng. Đây là hiệu ứng thứ hai, hiệu ứng thứ ba là tab. Rồi hiệu ứng thứ bốn là sáng từ trái sang phải. Thứ năm là tắt từ trái sang phải. Thứ sáu là sáng từ ngoài vào trong và tắt. Bảy là tắt từ ngoài vào trong. Tám là sáng từ trong ra ngoài. Và chín là tắt từ ngoài vào trong. Và cái cuối cùng là sáng sáng lúc từ trái sang phải. Và đây là 10 hiệu ứng của 24 LED đơn. Và em đã hoàn thành xong từ clip số 1. Em cảm ơn thầy.